Mến chào quý vị, các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay mời quý vị tiếp tục về chỗ của Đạt. Ở đây là thuộc phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mời quý vị giao lưu với Đạt một số cây kiểng xanh ha, như chiếu thủy, nguyệt quế, me, chung là đủ loại ha. Rồi bây giờ mời quý vị vô gặp Đạt ha. Chào Đạt ơi. Dạ, chào anh. Chào cô chú anh chị. Hôm nay em có về một số mai chiếu thủy và nguyệt quế, sam 86 và me. Em mới lên kênh đầu tiên, em giao lưu với anh chị có clip gì anh em cô chú anh chị thông cảm nha. Rồi, có sơ sức gì là dạ. Chú anh chị bỏ qua ha. Rồi, em cho số điện thoại với dạ, em số điện thoại của em là 0785393845. Em ở khu vực Hòa Long A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Nay em giao lưu với anh chị cây nguyệt quế nha. Một mã số 1 đầu tiên của em là cây nguyệt quế. Dạ. Cho em xin đo cái thân nha. Đang đâm bông ha. Dạ, đang đâm bông, cây tàn khám. Hoành thân là 27. Gốc dưới đây. Hoành gốc đế. Đế là 38 ha. Tàn khám nha bà con. Cao luôn. Dạ, chiều cao. Chiều cao là 96 nha. Em đo tán ngang. Tán ngang là 83. Dạ. Dạ. Cây này lâu năm rồi. Cây này đế ấm tàn. Dạ. Chậu luôn ha. Dạ cái này thường chậu. Cái này về bà con chỉ mình thay chậu thôi là nó cái gì. Đang đâm bông. Quế. Lá nhỏ nha. Rồi cái ship của mình là sao? Còn dạ em ra bao ship toàn quắc á. Ghi ship đi xa chắc gỡ chậu ha. Dạ, ship gỡ chậu ra tại vì chậu này dễ gỡ đó bà con. Rồi cho giá của dạ, cây mã số 1 đầu tiên giao lưu cho anh chị là 1A là giá 4 triệu đồng. Rồi, 4 triệu đồng. Dạ. Nhẹ luôn. Dạ. Tàn khám. Ấm tàn hết trơn ha. Dạ. Đã chỉnh sửa luôn. Vì chỉ cần vô chậu mình chăm sóc thôi. Dạ. Rồi đổ cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 2. Cây mã số cái này mã số 3. Số 2 hả? Rồi lỡ rồi đọc số 2 đi. Cây mã số 3 đi, lỡ rồi. Số 3 đi ngồi chậu. Cây mã số 3. Dòng chiến thủ này dòng chiến thủy chung nu nha bà con, nó cũng thuần chậu rồi. Lá nhỏ ha. Dạ, lá nhỏ. Cụm chia ba cụm nha. Cái là một thân không? Dạ một thân mà chia ra. Rồi. Hai chi. Dạ dòng chung nu. Cái này tàn không? Khá đẹp nha bà con. Rồi xây cái gì vậy? Dạ. Bây giờ đo số ha. Dạ. Em đo. Đo hoành thân lớn đó ha. Là 25. Tiếp theo. Dạ. Em đo cẩm vào cẩm cẩm nè. Cẩm nó là 54 nha. Em đo chiều cao của tàn. Chiều cao là 64 nha. Tán ngang là 97. Chỉnh sửa gần như hoàn chỉnh rồi ha. Dạ. Cái này về là mình chỉ chơi thôi. Rồi, em đo chiều cao với chiều ngang được chưa? Dạ. Chiều cao là 68. Dạ, tán ngang là 97 nha. Cái này em 3A này em có giao lưu với cô chú anh chị là 1.200.000 đồng. Em bao ship toàn quốc nha. Không bao chậu nha, tại vì chậu dễ vỡ nữa. Em dỡ chậu ra. Tiếp tục.
cây luôn. Rồi tiếp theo là mã 2A. Cây mã 2A. Tại nãy em lên lông dọc trời lông chậu. Cây này cũng dòng trung nu nha. Dạ, kiến thỉ trung nu, cũng thần chậu luôn. Để thì nó xong hơn rất là đẹp. Đã chỉnh sửa có kiểu dáng luôn ha. Dạ. Chỉnh sửa hết rồi. Vậy bà con mình khỏi chỉnh sửa, mình chỉ chơi thôi. Rồi, cho anh thông số luôn. Dạ, để em đo làm thông số. Cho hai thằng đi. Dạ. Đo vành trên này, này ha. Không, sát đi. Sát đi. À, có lộn không? Có lộn. Dạ không. Đây. À, hoành thăng là 43 nha. 43. Hai thăng ha. Hai thăng. Bây giờ em đo từ thăng đến từ thăng. Dạ. Đo cái thăng này đại diện. Dạ. Thăng đại diện là 25. Rồi. Chào nghe. Dạ, chiều cao. Chiều cao là 72 nha. Dạ, tán ngang. Tán ngang là 64. Cái này em xin vô lưu với anh chị là 2A này là 1.200.000 đồng nha. Em bao ship toàn quốc. Tại vì em cũng không bao ship chậu nha. Tại vì chậu dễ vỡ nha. Dạ. Số điện thoại của em là 0785393845, cũng là số Zalo của em nha. Rồi, đổi cây luôn. Cây mã tiếp theo là cây mã 4A. Một cốt nha. Cây này cũng dòng trung nu. Thần chậu luôn. Cây này cốt càng này thì rất là cứng cáp nè. Dán trực ha. Dạ, dán trực. Không tàn đều hết trơn ha. Kiến thỉ trung nu ha. Dạ, kiến thỉ trung nu. Rồi, cho anh thông số mình dạ. Luôn. Cái này là thăng là 19 nha. Đế 22 nha. Chúng ta chèo chiều cao. Trời, chiều cao là 79. Tán ngang là 58 nha. Cái này em xin vô lưu với anh, cô chú anh chị là 600.000, mã số 4A. Dạ, bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0785393845 nha, cũng là số Zalo của em. Đạt ha. Dạ, em tin Đạt. Đạt. Đổi luôn. Rồi, mã số 5A. Mã số 5A. Cái này cũng dòng trung nu thần chậu nha. Cái này một cốt hai chi nha. Cái này rất là tàn cũng ấm nha. Bà con tham khảo giùm em nha. Rồi, xin phép đo dịch thăng ha. Mình thăng là 19 nha. Dạ, ngôi đế. Tổng đế là 24. Rồi, chiều cao là 79 luôn nha. Tán ngang là 53. Em xin giao lưu với cô chú anh chị cây mã số 5A là 700.000, em bao ship toàn quốc, không bao chậu nha. Rồi, tiếp tục mã số 6A. Rồi, mã số 6A. Cái này cũng dòng trung luôn nha cô chú anh chị. Một cốt. Chi cành khá ấm liều, mạnh khỏe. Dạ, đang ra bông. Cái này là cô chú anh chị là chỉ thay chậu là chơi thôi. Từng chậu ha. Dạ, từng chậu. Rồi, đang thông số luôn. Dạ. Dưới đây đẹp, dưới đây. Sát góc. Cái này là hoành thăng là dạ, 18 nha. Cao nghe. Rồi. Cao là 64 nha.
tán ngang là 55. Cây này xin giao lưu với cô chú anh chị là cây sáo A này là 650.000 nha. Em bao ship toàn quốc nha. Cây mã 7A. Cây này cũng dòng trung lưu thần chậu, hai cốt nha. Cốt hai thân nha. Dạ, một cốt hai thân. Em xin. Dạ. Dạ, đang có bông. Dòng này em đang gì là đang thăm số luôn. Dạ, em đo thẳng đây. Dạ. 16 ha. Dạ 16. Dạ em đo cụm là 26 nha. 26. Rồi, chiều cao là 79 nha. 79 chiều cao. Tán ngang là 66 nha. Cây mã 7A này em xin giao lưu của chú anh chị là 700.000 đồng, em bao ship toàn quốc. Không bao chậu nha, tại vì chậu em gửi nó dễ vỡ. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo là cái mã 8A nha. Cây này là một cốt nha. Dạ chú thủy cũng dòng trung lưu cây này. Chỉnh lắc ha. Dạ. Dạ. Rồi, số thằng. Anh thằng là 20 nha. Cao. Rồi, cao. Cao là 64 nha. 64. Rồi, tán ngang là 53. Cái này xin 8A là xin giao lưu với cô chú anh chị là 600.000. Em bao ship toàn quốc nha. Thần chậu. Chỉ canh đầy đủ không? Rồi, cây mã 9A. Chiếu thủy luôn ha. Dạ, chiếu thủy. Ô, để đã. Dạ, để đẹp. Nhìn khá là cổ. Lắc luôn. Đây, đúng rồi nha. Cái này cũng thuần chậu nha bà con. Về mình nó mạnh khỏe nên dễ nuôi. Rồi, cho thân số luôn. Dạ. Quanh thân là 19 nha. Rồi, dưới đi sát gốc cái cụm đế đi. Cụm đế. Tổng đế. Em đo tổng đế của nó là 46 nha. Chiều cao là 54. Tán ngang là 45. Cây mã số 9A này em giao lưu với cô chú anh chị là 700.000, em bao ship toàn quốc nha, không bao chậu. Tại chậu này mình ship pin nó vỡ cô chú anh chị. Cây mã số 10A. Chiếu thủy luôn. Dạ, chiếu thủy cũng dòng chung luôn. Đang đâm bông ha. Dạ, đang đâm bông. Cây này cho con số. Dạ. Rồi, thân đại diện rồi cùng. Thân nhỏ đại diện là 13 nha. Dạ, đồng nguyên cụm nó là 36. Chiều cao là 64. Tán ngang là 47 nha. Cái này mã số 10A này em xin vô lưu với cô chú anh chị là 700.000. 600.000 nha. Em bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0785 393845 nha. Cũng là số Zalo của em. Rồi, tiếp theo là cây mã 11A nha. Cũng dòng trung lưu chiếu thủy nha. Hai cốt. Cây này rất khỏe mạnh nha bà con. Rồi. Cây này là 17 nha. Này nó là 7. Cầm của nó là 29. Chiều cao của nó là 57 nha bà con.
tán ngang là 40. Cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 600.000, em bao ship toàn quốc nha. Dạ, đường kính mặt bầu. Đường kính mặt bầu là 25 lòng. Cây mã số 12A. Cũng dòng Trung Nô nha. Thần chậu. Số điện thoại của em là 0785393845 nha. Cũng là số Zalo của em. Bao xài ha. Dạ, em xài. Để bạn thử ý luôn. Có đế luôn nè. Dạ. Đế khá đẹp. Xin đo cái da. Cái thằng nha, thằng là 23 nha. Rồi, bộ đế là 33 nha. Chiều cao là 52. Tán ngang là 40. Cây mã số 12 này em xin vô lô của chú anh chị là 600.000 nha. Em bao ship toàn quốc. Thần chậu nha bà con. Cây này mình dìm tưới nước là nó đâm bông. Tại vì nó đang núp bụp. Cây mã số 13A. Cũng dòng Trung Nu. Một cốt hai chi nha bà con. Cái này tàn rất là đều. Dạ. Dạ. Rồi, con số luôn. Rồi. Đo thăng là 12 nha. Tổng thăng của nó là 21. Cao là 55 nha. Chiều ngang là 44. Cây mã số 13 này em xin vô lô của chú anh chị là 600.000 nha. Em bao ship toàn quốc nha. Cây mã số 14A. Một cốt 3 chi. Dạ, đang ra bông. Rồi. Thăng là 12 nha. Tổng đế của nó là 21 nha bà con. Rồi, tổng bầu là 26 nha. Cao là 55. Tán ngang của nó là 53. Cây mã số 14A này em xin Zalo với cô chú anh chị là 600.000 nha, em bao ship toàn quốc. Rồi. Cây mã số 15A. Cây này là 3 chi nha. Thường dòng Trung Nô, dạ, thần chậu. Rồi, thăm số luôn cho cây thằng lớn đi. Dạ. Dạ, thăng là 12 nha. Tổng cụm của nó là 34 nha bà con. Cây cao nghe. Cao 50. Tán ngang của nó là 41 nha bà con. Cây mã số 15A này em xin Zalo với cô chú anh chị là 550.000 đồng nha, bao ship toàn quốc nha. Rồi. Cũng dòng Trung Nô thần chậu. Mã số 16A. Cây này gì là mình thay chậu là tứ là cái bông hoa, tại vì đang tỉa cành lại. Em đo bình thân nha. Dạ 11. Tổng đế của nó là 16. Cao là 39 nha bà con. Tán ngang là 40. Cây mã số 16A này em xin vô lưu với cô chú anh chị là 350.000 nha. Em bao ship toàn quốc nha. Rồi, cũng là cây thần chậu. Chú thủy. Dòng Trung Nô nha. Mấy cây này nó chung chung nên em đáng giá cho cô chú anh chị rất là giá sinh viên ha. Dạ, giá sinh viên.
Số điện thoại của em là 0785393845 nha, cũng là số Zalo của em nha. Dạ. Có dán ha. Rồi, thông số luôn. Rồi. Tổng của nó là 14 nha. 14 quanh. Cao. Dạ, cao là 40. Tán ngang là 39. Cây mã số 17A này em xin Zalo giúp anh chị là 350.000 đồng nha. Em cũng bao ship toàn quốc nha. Rồi, tiếp luôn. Dạ, 18A. Cũng dòng Trung Nu. Dạ, chắc hay nghiêng. Cái này giá chắc là mềm cho bà con này dễ chơi. Rồi, đo tổng luôn. Tổng đến nó là 16 nha. Rồi, cao nó là 40. Tán ngang là 34. Cây mã số 18A này em xin vô lưu chú ý cũng 350 ngàn nha. Em bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi, cũng là một dòng Trung Nu của nó luôn. Rồi, mã số 19A. Dạ, mã số 19A. Đó, tổng của nó. Tổng của nó là 20 nha. Rồi, 20. Rồi, chiều cao là 36. Tán ngang là 40. Cây mã số 19A này em cũng vô lưu cho quý anh chị là 350 ngàn nha. Xin bao ship toàn quốc. 350 ngàn. Dạ, 350 ngàn. Rồi. Mã số 20. Dạ, mã số 20. Dạ, me. Me chua miền Tây mình bà con. Cái thằng lắc dạ. Gì nha. Dạ. Me chua miền Tây mình. Ở đây có chiếc thẻo đang thay da nha bà con. Cái này là bình thường không sao nha. Đang thay da. Dạ. Dạ đây đang thay da. Rồi đắp cái viền ha. Dạ. Cũng cá ấm. Me chua miền Tây. Toàn đổ lắc nhẹ nha bà con. Để luôn. Rồi đôi bình thân ha. Rồi bình thân của nó là 23 nha. Có chú anh chị. Tổng đế của nó là 49. Chiều cao của nó là 57 nha. Rồi tán ngang của nó là 45. Cây mã số 20A này em xin giao lưu với quý anh chị là 1.500.000. Em bao ship toàn quốc nha. Không gãi chậu nha. Tại vì chậu này nó dễ vỡ nha bà con. Dạ. Quá đẹp. Giá như vậy? Dạ, giá cái này giao lưu với quý anh chị là 1.500.000. Rồi, dạ. Tiếp tục. Cây mã số 21A. Cây này là đinh xanh nó lớn nha. Dán lông nè. Dạ. Cái này mình để bàn nhỏ là quá đẹp. Đây chị có luôn. Rồi, thân số luôn. Dạ. Thân là 15 nha. Rồi, đó không thấy luôn. Rồi. Tổng đế của nó là 24 nha bà con. Chiều cao là 47 nha. Tán ngang là 40. Cây mã số 21A này em xin giao lưu với chú anh chị là 1.100.000. Em bao ship toàn quốc nha. Thần chậu nha bà con. Luôn. Rồi tiếp tục. Cây mã số 22A. Cây này cũng dán lông nha. Thành chi đầu nó khá đều nha bà con. Đinh Sam ha. Dạ đinh Sam. Số điện thoại của em là 0785393845. Dán lông luôn này vô chậu hết ý luôn à. Ô đế. Dạ. Rồi, xin đo bình thân nha. Bình thân trên này là 17 nha. Rồi. Tổng đế của nó là 25. Chiều cao là 45 nha.
tán ngang là 41. Mã số 22A này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.100.000, bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại của em là 0785393845 nha bà con, cũng là số giao lưu của em. Sam siêu bông to lớn. Mã số mấy? Dạ mã số 23A. Rồi, 23A. Dạ. Cái này là... siêu bông hả? Dạ nó lớn, nó siêu bông. Cái này dán quái. Đâm cái nó móc lên ha. Dạ, dán quái. Nhân đổ nha. Rồi, cho cái vành đi. Dạ. Tổng luôn đi ha. Cho không đâu có vành đi. Dán này quá đẹp rồi. Tổng vành là 14 nha. 14, cái ngang cái này đi. Dạ, em đo cũng ngang của nó. Đo. Ngang của nó là 16 đi. 16. Dạ. Nó cao là 19 nha bà con. Tán ngang của nó là 41. Cây này là tàn rất đẹp, đổ nhẹ nha. Cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị, mã số 23A này là 1 triệu đồng nha. Em bao ship toàn quốc nha. Rồi, cũng là cây linh sam. 24. Dạ, mã số 24A. Rồi, lắc quái luôn. Rồi, xe tiếp mình dọc. Dạ. Cái này mình về mình thay chậu là đẹp, rất là đẹp. Rồi, đó. Mình đâu quẩn được cái đó, trồng cái tổng này đi. Dạ, tổng này ha. Ừ. Rồi, tại vì nó sát qua em đo tổng luôn cho bà con coi ha. Tổng của nó là 32 nha. Chiều cao là 22. Rồi, tán ngang là 34. Cái mã số 24A này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu đồng nha, bao ship toàn quốc. Rồi, đấu luôn. Cái mã số 25A. Linh sam hạt gạo. Lá ghí luôn ha. Dạ, một cốt. Nên nó thành chi. Ấm tàn. Dạ, ấm tàn. Cái này quá đẹp. Cái nấm nha. Dạ. Bài lên. Nhất là cái. Ừ. Rồi, tổng số luôn. Rồi, em đo tổng của nó đi. Tổng trên này đi. Tại vì nó nằm á. Nằm cái thân này đi. Dạ, tổng của nó là... thân của nó là 10. Nguyên cụm rồi. Rồi, em đo nguyên cụm đó. Nguyên cụm của nó là 40 đi ha. Vô. 40. Cái dạ. Đưa cái đầu thứ vô đây. Vô đây. Đây. Đó, ừ, vậy đó. Ờ, sát luôn. Rồi, 30. Ok. Dạ. Đắp tàn luôn. Chiều cao là 25 nha. Tháng ngang của nó là 39. Cái mã số 25A này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 750.000. Bao ship toàn quốc nha. Cái này em không bao chậu, tại chậu này đi dễ quở nha bà con. Số điện thoại của em là 0785393845, cũng là số Zalo của em nha. Em ở khu vực Hòa Long A, quận Thái Hòa, quận Mô, thành phố Cần Thơ. Rồi, là em chào cô chú đi. Dạ. Xin chào cô chú anh chị nay chúc cô chú nhiều sức khỏe. Dạ, chúc cô chú nhiều sức khỏe, tại vì em mới lên clip lần đầu tiên. Phát tài. Dạ. Ủng hộ em ha. Tài làm phát tài ủng hộ em nha. Rồi, tập biết.